Rồi tiếp tục vào bài ngày hôm nay, cô tiếp tục hướng dẫn các bạn làm một đề văn tiếp theo, cũng là đề số 5 ở trong sách giáo khoa về chủ đề nghị luận văn học, với đề bài đó là bài thơ Tức Cảnh Bác Bó của Hồ Chí Minh. Vậy thì với bài này, đó là một bài thơ mà chúng ta cũng đã rất là quen thuộc rồi, được Bác Hồ viết theo thể thơ đó là Thất Ngôn Tứ Tuyệt, thể thơ 7 chữ rất là dễ học, cũng khá là ngắn và cũng rất là dễ để phân tích. Vậy thì sau khi mà chúng ta xác định được đề bài, xác định được yêu cầu của đề bài rồi, đưa ra những ý chính liên quan đến nội dung của bài thơ và với 4 câu thơ ở trong bài, thì với đề bài này đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn các bạn viết, lập dàn ý một cách cụ thể chi tiết nhất. Đầu tiên đó là phần mở bài. Vậy thì trong phần mở bài này có 2 nội dung các bạn cần phải triển khai được trong phần mở bài của mình. Thứ nhất đó là gì? Các bạn phải giới thiệu được về tác giả tác phẩm. Đó là bài thơ Tức Cảnh Bác Bó là bài thơ nổi tiếng trong cái thời gian hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và cái nội dung thứ hai trong phần mở bài đó là các bạn phải khái quát lại nội dung của tác phẩm. Bài thơ khắc họa lại cái cuộc sống sinh hoạt của Bác ở núi rừng Bác Bó và tinh thần lạc quan, phong thái ung dung tự tại của người chiến sĩ cách mạng. Vậy thì đó là 2 cái nội dung các bạn cần phải triển khai được ở trong phần mở bài. Vậy thì vào cái phần mở bài, từ 2 cái nội dung mà cô vừa mới hướng dẫn, các bạn có thể viết thành đoạn văn, đoạn mở bài như sau. Tức Cảnh Bác Bó là một trong những bài thơ tứ tuyệt tiêu biểu cho phong cách thơ của Hồ Chí Minh. Bài thơ thể hiện niềm vui, niềm tin mãnh liệt và cái nghị lực phi thường của Bác trong hoàn cảnh sống và làm việc giữa núi rừng Việt Bắc mấy chục năm trời xa cách đất nước và dân tộc. Và các bạn có thể trích dẫn bài thơ vào, đó là gì? Sáng ra bờ suối, tối vào hang, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng, bàn đá trông tranh dịch sử đảng, cuộc đời cách mạng thật là sang. Vậy thì đó là chúng ta đi dẫn dắt vào bài thơ, chúng ta nêu được về tác giả tác phẩm, nêu được khái quát về nội dung của bài thơ rồi, đúng nào? Và đến phần thứ hai, các bạn đi tiến hành viết vào, đi vào phần thân bài. Vậy thì với bài thơ này, với đề bài này, đó là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt. Và các bạn đã được học rồi, thể thơ thất ngôn tứ tuyệt thì chúng ta có rất là nhiều để cách phân tích. Với đề bài này thì các bạn cũng có rất là nhiều cách phân tích khác nhau. Có thể các bạn đưa ra những cái luận điểm ở trong phần tìm ý, đó là các bạn sẽ phân tích theo hướng đó là đưa ra các luận điểm. Có thể đó là gì? Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái cuộc sống sinh hoạt và làm việc của Bác ở núi rừng Bác Bó, đó là cái luận điểm thứ nhất. Cái luận điểm thứ hai, các bạn có thể nói về cái phong thái ung dung, cái tinh thần lạc quan, sống hòa hợp với thiên nhiên của Bác, đó là cái luận điểm thứ hai. Và cái luận điểm thứ ba chúng ta tách riêng để chúng ta nói về phần nghệ thuật ở trong bài thơ. Còn đối với bài này, ở trong bài, trong cái phần hướng dẫn ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các bạn đi phân tích, đi bình luận, đi nghị luận về bài thơ theo bố cục của một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt, đó là khai thừa chuyển hợp. Câu đầu tiên sẽ là câu khai, câu thứ hai là câu thừa, câu thứ ba là câu chuyển và câu thứ tư là hợp. Rồi, vậy thì các bạn sẽ cùng cô đi tìm hiểu cái cách phân tích này theo cái cách đó là phân tích từng câu thơ một thay vì đưa ra các luận điểm. Thì các bạn cũng có thể, nếu như các bạn không muốn tìm hiểu, không muốn làm bài này theo cái cách phân tích từng câu thơ, thì các bạn cũng có thể phân tích theo từng luận điểm giống như phần vừa nãy cô vừa mới hướng dẫn đó. Rồi, vậy thì đầu tiên đó là chúng ta sẽ đi phân tích cả 4 câu thơ này theo theo cái cấu trúc của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, đó là câu khai, câu thừa, câu chuyển và câu hợp. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào phân tích từng câu một. Đầu tiên đó là câu khai, sáng ra bờ suối, tối vào hang. Vậy thì các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta đã xác định được ngay từ đầu đó là thể thơ thất ngôn tứ tuyệt rồi, đúng không nào? Thất ngôn tứ tuyệt thì đó là một bài gồm có 4 câu và mỗi câu thì gồm có 7 chữ hoặc là 7 tiếng đó. Vậy thì trong cái câu thơ đầu tiên này chúng ta thấy được ở đây đó là gì? Câu thơ 7 chữ khắc họa rõ cái cuộc sống sinh hoạt thường nhật của vị lãnh tụ Hồ Chí Minh, về cái nơi ở, về cái nơi làm việc, về cái thời gian hoạt động, chỉ được thể hiện thông qua một câu thơ thôi, đó là câu khai thôi. Các bạn cũng đã thấy được đó là gì? Cái nơi ở đó chính là ở hang, rồi là làm việc
làm việc ở bên bờ suối, được chưa nào? Rồi cái thời gian chúng ta thấy được đó là sáng, tối và hoạt động là ra vào. Vậy thì chỉ với một câu thơ với 7 chữ đã khắc họa rõ cái cuộc sống sinh hoạt thường nhật của vị lãnh tụ Hồ Chí Minh với cái thời gian từ sáng đến tối, được chưa nào? Vậy thì chúng ta có thể nói về cái phần nghệ thuật ở trong cái câu thơ đầu tiên này, đó là tác giả đã sử dụng những cặp từ trái nghĩa như là sáng, tối, ra, vào, và nhịp thơ thì linh hoạt để diễn tả cái lối sống đều đặn quy củ của Bác, cũng như là cái sự hòa hợp với thiên nhiên, với cuộc sống núi rừng Việt Bắc, được chưa nào? Đó là nội dung mà chúng ta cần phải chú ý ở câu thơ đầu tiên, câu khai. Vậy thì với phần câu thơ đầu tiên này, các bạn có thể dẫn dắt và viết thành đoạn văn như sau. Đến với bài thơ, ta nhận thấy một sự vô tư từ ngay trong cách diễn đạt. Sáng ra bờ suối, tối vào hang. Với nhịp thơ 3-3, với dấu phẩy ở giữa dòng chia câu thơ làm hai vế, cân xứng như là một lời kể tự nhiên về cái nhịp sống thường ngày của Bác nơi núi rừng Bác Bó. Hoạt động và sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, Bác vốn đã quen với một cái nếp sống có kỷ luật. Và ở tại hang Bác Bó cũng vậy, Bác sinh hoạt và làm việc điều độ theo thời gian phân bố. Sáng thì ra suối để sinh hoạt, để làm việc, để rồi tối trở về hang để nghỉ ngơi. Đó là cái cách mà chúng ta có thể viết, cũng như là cái cách mà chúng ta phân tích về cái câu thơ đầu tiên. Tiếp tục đến câu thơ thứ hai, đó là câu thừa. Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng. Vậy thì ở cái câu thơ thứ hai này, nếu như ở câu thơ đầu tiên chúng ta thấy về cái cách sinh hoạt của Bác, về thời gian, về cái nơi ở, cái nơi làm việc, thì đối đến với câu thơ thứ hai chúng ta càng hiểu hơn về cái cuộc sống của Bác thông qua cái cách ăn uống của Bác với những cái đồ ăn rất là giản dị, cháo bẹ, rau măng. Và cái từ ngữ ở đây chúng ta thấy được đó chính là cái trong cái tư thế sẵn sàng bất chấp mọi cái khó khăn gian khổ đó để đạt được cái mục đích đề ra, đó là cái mục đích giải phóng dân tộc. Vậy thì trong cái câu thứ hai này, trong cái phần câu thừa này, các bạn cần phải nói được cho cô đó chính là gì? Câu thơ đã làm cho ta hiểu rõ hơn về cách ăn uống của Bác với những đồ ăn giản dị đặc trưng của núi rừng như là cháo bẹ, rau măng. Và cháo bẹ ở đây đó là cháo nấu từ ngô, còn rau măng thì lấy từ cây măng ở rừng, có thể là cây măng, cái măng của cây trúc hoặc là cây tre. Và những thức ăn giản dị hàng ngày mộc mạc đơn sơ dân dã ấy cũng thể hiện được cái sự gian nan vất vả, cái sự thiếu thốn ở trong cuộc sống đối với lại con người, và cụ thể ở đây đó là với một vị lãnh tụ của dân tộc, đúng không nào? Chúng ta thấy một vị lãnh tụ của dân tộc và với cái lối sống sinh hoạt rất là giản dị, với cách ăn uống cũng rất là bình thường, rất là khiêm tốn, thì chúng ta có thấy ở đây trong cái câu thơ này hiện lên với cái từ sẵn sàng, đúng không nào? Bác luôn trong cái tư thế sẵn sàng bất chấp mọi cái khó khăn gian khổ để đạt được cái mục đích, đó chính là cái mục đích giải phóng dân tộc. Vậy thì trong cái câu thơ tiếp theo này, câu thừa này, chúng ta có thể dẫn dắt để viết như sau. Đến với câu thơ tiếp theo, câu thơ thứ hai, miêu tả bữa ăn thiếu thốn đạm bạc của người với cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng. Đây là những cái món ăn có sẵn và dễ kiếm ở nơi núi rừng Bác Bó. Cũng chẳng phải là những món ăn sơn hào hải vị mà chỉ là cháo bẹ rau măng thì người đều hài lòng với cái cuộc sống ở nơi đây. Cái từ sẵn sàng phải chăng đã thể hiện cái tinh thần cách mạng của người, hay cũng chính là để nói lên những cái món ăn thanh đạm nơi núi rừng luôn sẵn sàng để phục vụ Bác. Dù là gì đi nữa thì câu thơ cũng mang đến cho người đọc cái cảm giác hóm hỉnh của vị cha già dân tộc, người không than vãn mà chấp nhận cuộc sống như là một lẽ tự nhiên. Đó chính là nội dung của câu thơ thứ hai, câu thừa. Tiếp tục đến nội dung của câu thơ thứ ba, các bạn cần chú ý cho cô. Bàn đá trông tranh dịch sử đảng, chúng ta thấy được ở đây cái điều kiện sinh hoạt rồi, cái điều kiện ăn uống, cái lối sống của Bác chúng ta đã tìm hiểu rồi. Và đến cái điều kiện làm việc ở đây đó là thông qua cái từ đó là gì? Bàn đá trông tranh, nó được thể hiện rõ thông qua cái từ trông tranh này.
nó thể hiện cái sự thiếu thốn, cái sự khó khăn ở đây. Cái công việc của bác đó là dịch sử Đảng, một cái công việc vĩ đại, một cái công việc vô cùng quan trọng của một người lãnh tụ của cả một cái dân tộc, nhưng mà lại làm việc ở trong cái điều kiện, trong cái hoàn cảnh như vậy. Thì chúng ta thấy được đó là gì? Cái phép đối ở đây đã làm nổi bật lên cái sự khó khăn. Bác yêu thiên nhiên, yêu công việc cách mạng, nhưng mà luôn làm chủ được cuộc sống của mình trong bất kỳ cái hoàn cảnh khó khăn nào. Rồi đó chính là cái nội dung của khi mà chúng ta đi phân tích về cái câu thơ thứ ba. Và với cái việc phân tích câu thơ thứ ba này, chúng ta có thể triển khai thành đoạn văn như sau. Nếu như ở câu thơ thứ nhất nói về thói quen sinh hoạt, câu thơ thứ hai miêu tả về những bữa ăn hàng ngày, thì đến câu thơ thứ ba là hình ảnh người đang làm việc, bàn đá trông chênh dịch sử Đảng. Chẳng phải là một cái thứ bàn ghế nghiêm chỉnh, thoải mái mà đó, mà là cái hình ảnh vị lãnh tụ đã đặt cái cuốn sử Đảng lên trên một cái phiến đá, ngồi tập trung nghiên cứu đường lối cách mạng. Cách gieo vần an ở đây gợi cho ta từ cái cảm giác mở ra, vang xa hơn, đồng thời cũng mang đến cái cảm giác vững vàng và khoáng đạt cho bài thơ. Hai chữ trông chênh đó là từ lấy tạo hình, kết hợp với những cái từ mang vần chắc, dịch sự Đảng thật khỏe như mang đến cái sự cân bằng cho câu thơ. Thật thú vị, cái chủ thể thật thú vị giữa chủ thể giữa cái bức tranh chính là nhà thơ chứ không phải là thiên nhiên. Nhà thơ sống hòa hợp với thiên nhiên, đây chính là một chiến sĩ cách mạng vĩ đại. Đằng sau cái hình ảnh bác đang ngồi dịch sử Đảng thì còn là cái hình tượng của một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Đó là những cái phần mà chúng ta có thể nói đến trong cái câu thơ thứ ba này. Tiếp tục đến câu thơ cuối cùng, đó là câu hợp: cuộc đời cách mạng thật là sang. Vậy thì ở đây chúng ta thấy trong cái câu thơ thứ tư này, cuộc đời cách mạng được nhấn mạnh thông qua cái từ sang ở cuối cùng, ở cuối câu thơ, và cũng là cái từ cuối cùng của bài. Và cái từ sang đó nó thể hiện được cái gì? Cái sống trong hoàn cảnh khó khăn của bác nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ, cảm thấy sang trọng và thích thú. Cái chữ sang đó cũng thể hiện được cái niềm vui khi mà cái niềm tự hào khi mà thực hiện được những cái lý tưởng của bác. Và ở trong cái câu thơ cuối cùng này, chúng ta cũng có thể rút ra được cái nhận xét đó là gì? Một người có cái phong thái ung dung, hiên ngang, chủ động, lạc quan và luôn yêu cuộc sống. Và đây cũng chính là cái nhãn tự của bài thơ, cái từ quan trọng thể hiện nổi bật chủ đề của bài thơ và cũng chính là cuộc đời cách mạng của bác thông qua cái từ cuối cùng của bài, đó là từ sang. Rồi vậy thì trong cái câu thơ cuối cùng này, chúng từ những cái phần nội dung mà cô vừa mới nói đến thì chúng ta có thể triển khai thành đoạn văn để nói về cái câu thơ cuối cùng này như sau. Sau bao nhiêu những khó khăn về vật chất, những cái điều quan trọng phải làm, thì bác Hồ đã kết thúc bài thơ bằng câu đó là gì? Cuộc đời cách mạng thật là sang. Chỉ một từ sang thôi đã làm cho tư tưởng của bài thơ bụt sáng. Phải chăng người đọc thắc mắc vì sao bác gọi cuộc đời gian khổ là sang? Cái sang ở đây không phải là cái sang về vật chất, mà là giàu có về rất nhiều điều khác. Sang là một cuộc sống hòa mình với thiên nhiên, tuy không phải xa hoa nhưng giản dị, hòa hợp với thiên nhiên, khiến cho tâm hồn người tươi tắn, thanh thản. Sang ở đây đó là một cái tấm lòng hạnh phúc khi được sống, được hoạt động và làm việc vì nhân dân, vì đất nước và làm công việc có ý nghĩa cho cuộc đời. Sang ở đây tuy là thiếu về vật chất nhưng mà tinh thần thì luôn tràn trề, đủ đầy một niềm vui lạc quan vào cái ngày giải phóng dân tộc gần tới. Và từ sang ở đây, cái từ sang cuối bài thơ cũng đã làm nổi bật ý nghĩa của toàn bài. Đó chính là một nhãn tự của bài thơ Thất Ngôn này, không chỉ mang đến cho người đọc cái niềm tin, niềm tự hào về tương lai ở phía trước, mà còn cho thấy cái tinh thần lạc quan của người. Đó chính là cái sự ra vào ung dung, cái tinh thần sẵn sàng, khí tiết cốt cách vững vàng trong cái tình thế trông chênh đã làm nên cái sang và cái quý trong cuộc đời của con người. Một người một lòng một dạ phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng dân tộc và nhân loại bị áp bức trên toàn thế giới. Đó là cái nội dung ở trong cái câu thơ cuối cùng mà chúng ta có thể nói được.
Rồi, vậy thì chúng ta đã đi tìm hiểu xong nội dung của phần thân bài với cái cách chúng ta phân tích theo bố cục đối với lại một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt với bốn câu thơ. Và đến phần cuối cùng đó là phần kết bài. Và trong phần kết bài này thì các bạn cần phải nói được cho cô thứ nhất đó là khái quát những cái giá trị nội dung, cái giá trị nghệ thuật tiêu biểu của văn bản. Và cái thứ hai đó là cái bài học về tinh thần lạc quan của bác đối với lại mỗi người. Và trong cái phần kết bài này thì các bạn có thể viết cho cô như sau: bài thơ tứ tuyệt ngắn gọn đã giúp chúng ta hiểu thêm về một quãng đời hoạt động cách mạng của bác Hồ. Vượt lên mọi khó khăn gian khổ, bác vẫn sống ung dung thanh thản và tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Và bên cạnh đó thì bài thơ còn là cái bài học thấm thía về thái độ sống và quan điểm sống đúng đắn, tích cực của một người chiến sĩ cộng sản chân chính. Đó chính là nội dung của toàn cái bài mà cô hướng dẫn chúng ta làm ở cái đề